Xin chào các bác nhé. Chào mừng các bác đến với kênh của Bonsai Phùng Gia. Các bác xem thấy hay thì cho em xin một lượt đăng ký nhé. Đây là Bonsai Usagi. Cây này hôm nay em là sơn nũa thôi nha các bác nhé, chứ không phải làm lũa. Bất kỳ dòng cây nào mà mình làm nũa, sơn nũa thì cứ 6 tháng hoặc 1 năm là các bác lại phải sơn lại một lần để bảo dưỡng cái gỗ này các bác nhé. Vì nếu không bảo dưỡng cái gỗ này thì ở ngoài mưa nắng nó sẽ mục lao lát mất. Nên bác mình phải vệ sinh và mình sơn lại. Thuốc nũa ở Việt Nam mình thì cũng bán rất nhiều. Nếu mà các bác có thể tự pha chế là bằng vôi mới ở lưu huỳnh nha các bác nhé. Tỷ lệ thì cứ 50-50 cho nước vào xong là mình pha ra nó loãng loãng là được. Để cái này ở đây đang tìm gì không? Cái cây mà em đang vệ sinh để em sơn lại nũa này là cây thông đen Nhật Bản nha các bác nhé. Cây này tuổi đời của nó khá là lâu rồi. Cây này cái anh Uma ở bên Nhật anh ấy bảo cái cây này là 85 rồi nha các bác nha. Đấy, trước khi mà các bác muốn sơn nũa thì các bác phải đánh sạch cái gỗ đi. Đánh sạch gỗ xong nếu mà mình làm lũa làm thì mình bắt đầu làm. Làm xong mà muốn sơn lũa thì phải tưới nước cho thật ướt vào xong lại lấy rẻ lau khô đi nha các bác nha, để tạo độ bám dính. Đấy, nó chỉ đơn giản như thế thôi. Đây là bảo dưỡng nũa thôi. Cây này em có giao lưu nha các bác nha. Bác nào kết thì alo cho em nha, em để số điện thoại ở tiêu đề đấy. Thông đen Nhật Bản nha các bác. Cây này thì nói thẳng luôn với các bác là cái giá là 80 triệu bao ship toàn quốc nha các bác nha. Bác nào quan tâm thì alo cho em sẽ gửi hình ảnh chi tiết và báo số đo nha các bác nha. Thông nhỏ thông to em đều có nha các bác nha. Táo nhót phong dòng nào cũng có, bác nào quan tâm thì cứ kết bạn Zalo với em. Số đi giả tiền cái thông về đây. Không gì đâu về. Đi đây. Lấy luôn cái này không anh? Có. 75 triệu. 0988. Bao vận chuyển về đây. 988 hả? 0983. 766. 528 hả? Vâng. Bao tiền nào chưa nói chưa. 2 triệu hả? Vâng. Ông anh này bảo lấy cây tùng gì mà 40 triệu mà to gấp 6 lần cây thông điện. Không biết cây gì. Tùng Duyên Tùng. Chắc tùng Việt chỉ là một tùng Nhật. Tùng Na Hà An. Tùng Duyên Tùng Đài Loan. Nếu mà tùng cối thì là Duyên Tùng Đài Loan. cái đồi kia nó lại đâu rồi? Hả? Lấy rồi. Để đâu rồi? Hả? Để đâu? Trên. Đấy nha các bác nhá. Bây giờ là vệ sinh gọi là tương đối rồi thì bắt đầu là xịt nước vào để cho nó ẩm thân gỗ, xong bắt đầu lau sạch đi để quen lũa nha các bác nhá. Trồng cái gì? Chết bà.
mong về nhà chơi nó tưới được kia. Kia là này này cây trồng. Và tất cả giọng nói của các ông là đường lên hết YouTube đấy. Vừa thay đất xong thay gì đây? Thay mình làm gì? Để chuyển mình tập tiếp sau thêm. Đó. Đây thì chồng chuyển xa rồi chồng lại tay rồi chồng. Cái này là nghề cạch chết. Chờ chờ dâm quá à. Đến đây đâu còn dâm quá như là cho gạo nước dưới vào tới này. Dâm quá. Đây nha các bác nha. Bây giờ mình vệ sinh xong mình phun nước vào. Xong sơn cái thuốc nữa này, sơn lượt 1 thì mình cứ sơn như bình thường thôi, xong đợi sau 24 giờ mình lại sơn lượt 2 nha các bác nhá. Hồ Chí Minh à? Không nhớ. Cái này đi Hà Tốc khoảng 3 tiền nhỉ? Đấy nha các bác nha. Các bác tưới nước cho nó ẩm cái thân gỗ đi, xong bắt đầu mình lấy cái rẻ mình lau lau đi để bắt đầu mình sơn lũa nha các bác nha. Sơn lũa thì sơn làm 2 đợt. Đợt 2 thì phải cách sau 24 giờ. Hoặc vài ngày sau thì nó sẽ trắng hơn nha các bác nhé. Thuốc nua này lúc mới phun mùa mới sơn vào thì nó sẽ màu vàng nha các bác nha, vàng như nghệ. Sau nó khô thì nó sẽ chuyển thành màu trắng. Cây này
Mẹ em vào đây chưa nhỉ? Tự nhiên mình chuyển sang chế độ gì mà khó theo dõi. Thôi chào các bác nhá. Hẹn các bác vào video sau nhá. Hôm nay có nhiều người nói ồn quá. Đi xong bao giờ anh